Thưa quý vị và các bạn, mới đây là chương trang Natural Communications Earth and Environment đã đăng cảnh báo nguy cơ mắc các mầm bệnh và hàng ngàn vi khuẩn gây hại có thể rò rỉ vào sông suối và hồ trong quá trình các sông băng bị tan chảy vì biến đổi khí hậu hiện nay. Báo cáo mới cho thấy hàng tấn vi khuẩn đã được phóng thích từ các sông băng đang tan chảy ở Bắc Bán Cầu. Hiện giới chuyên gia vẫn tìm cách xác định mức độ ảnh hưởng của nguy cơ lây lan mầm bệnh cho hệ sinh thái, nhưng trung bình có khoảng 650.000 tấn carbon bị thải trở lại vào không khí mỗi năm vì băng tan do biến đổi khí hậu. Trong lúc vi khuẩn tan ra từ sông băng trên núi bị đẩy xuống hạ nguồn, có khả năng chúng sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho các hệ sinh thái mà chúng tiếp xúc. Tuy nhiên, đến nay các chuyên gia vẫn chưa thể loại trừ nguy cơ đến từ mầm bệnh phóng thích do hiện tượng băng tan. Một điều chắc chắn là các nhà khoa học dự đoán được tình trạng băng tan ở 10 sông băng khắp Bắc bán cầu sẽ phóng thích hơn 100.000 tấn vi khuẩn vào hệ thống sông ngòi trong 80 năm kế tiếp.